Dạ, Trang xin mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ thì hiện tại thì Trang vẫn ở trong xã Ngọc Thành, huyện Dùng Miền của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay thì Trang tranh thủ đi làm cầu đến qua đặng báo tin cho nhà của cô Trang và cô chú anh chị. Hôm trước thì Trang có đã báo tin vui với cô rồi, cô đã dỡ nhà rồi, Trang định kêu vật tư vô nhưng mà vật tư thì chuyển vô nhà cô không có được ông bà cô chú anh chị. Tại vì hôm trước thì cô báo là sẽ chạy ghe vào bọng được con kinh sao á, nhưng mà cái chủ cửa hàng vật tư đã đến để mà khảo sát địa hình thì không vô được đường ống cống đó, tại vì ở dưới thì có ống bọng cho nên ghe chạy vô không được. Nên hôm nay thì Trang đến báo gia đình của cô để chuẩn bị là đổ ở ngoài, từ ngoài lộ này mình sẽ chuyển vật tư từ từ vô để báo cho cô, rằng cô mượn người để cô chuyển vật tư từ từ vô để mà làm nhà cho cô ông bà cô chú anh chị. Thì Trang cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi vào trong thăm hỏi cô với Trang nha. Cùng với đó thì báo tin vui cho cô luôn. Đẩy cái từ đẩy gạch mà từ ở ngoài này đi vô chắc hơi cũng mệt á. Với lại sẵn tiện á, Trang cũng vô báo cho cô là chuẩn bị chỗ, đặng chiều nay Trang mượn mấy anh thợ ở bên làm cầu qua đây bông đường á, đặng bông cát cho cô. Chứ mà đã chuyển gạch rồi nè, chuyển xi măng, chuyển đá nữa, cát thì số lượng nó nhiều quá, tại vì mình còn làm nền nữa, mình bơm vô nền nữa, cho nên là Trang mới kêu ghe cát bơm. Rồi bây giờ mượn mấy anh thợ vô đặng bông, chiều nay tranh thủ vô bông đặng cho ngày mai cho cát bơm á, mình đỡ cái phần vận chuyển, phần nào đỡ phần nấy. Hôm trước là tính thì mình đi đằng con kinh nó vô đó bà cô chú anh chị, thì vô nhà cô thì nó sẽ gần một chút, nhưng mà tính toán lại thì không có được, cho nên hôm nay cô be cái bờ cái đường này ra nè, đặng cô bắt dán đặng đẩy vô. Ôi màng cỏ rồi nè, tính trước màng cỏ rồi nè, màng cỏ đặng thấy đường đẩy vô á. Mà cái đường của cô đi vô không, mình đi lỡ bộ mình còn thấy mệt không bà cô chú, chứ đừng nói là mình vác loại xi măng vô. Ôi. Bữa nay vô hết thấy cái nhà của cô rồi, Trang báo cô dỡ nhà hết thấy nhà rồi. Trời ơi cô bông cát luôn rồi nè, giỏi quá chừng, giỏi luôn rồi. Con chào cô nghe, bông cái này đủ không anh? Đủ rồi ha, vậy ha, vậy là cô dỡ nhà rồi luôn hả cô? Bữa trước con kêu vật tư vô rồi nhưng mà người ta lại, người ta coi là cái ống ống bọng đằng đó là người ta bên đem vô không được, bây giờ để ngoài cô kiếm người cô để ngoài đẩy vô. Ở ngoài đẩy vô ha. Ừ. Con thấy cô dọn chỗ rồi phải không? Dọn đường đi đó. Chào anh nha. À cậu Sáu tao nói mạnh ba lớp là vừa rồi đó. Mượn què chả nó. Cậu Sáu nó què què đó, nó đi bị tai nạn đó rồi nó què đó rồi. Là ảnh bị gì? Bị tai nạn hả? Tai nạn mà đi mình hồ đó. Dạ. Thôi con thấy cái đường ngoài đó lội vô đây không mà nó mệt rồi đó, không chơi giờ đừng nói là vác cát đá xi măng, không biết là tại vì con phụ nữ hay sao, để mấy anh thiên niên làm xe, mượn xe mua bùa cho nó đẩy á. Dạ để ba bốn thằng mấy thằng ở đây nè, nó mượn con cháu nha. Ừ, con cháu hôm qua giỡn nhặn hơi hả rồi rồi. Dạ con cũng đâu còn gì đâu. Ừ, đâu còn gì đâu, một cái chân kìa, nãy bên đó kìa nghỉ quá chân kìa. Dạ vậy là chiều nay con khỏi mượn thợ bên làm cầu qua bông cát cho mình. Ừ rồi rồi. Làm con tính liên hệ thợ điện. Sẵn mấy anh thợ điện đẳng chắc mình liên hệ luôn. Đặng về cái đồng hồ cô có đồng hồ đúng không? Đồng hồ con cháu không được đâu, con cháu nó đi Bình Dương á. Ủa? Mình chưa có đồng hồ riêng hả? Xin riêng được, bị vì tôi không có biết ký tên đó. Không có xin được. Mấy thằng trai xin được mà bây giờ của thằng cháu đấy đó. Giờ có môn mình đi xin ơn mình vợ kéo được cũng hai cộng cũng được, mà tôi kéo con khúc tới đó nó hết dây rồi kìa. Tới đầu mã nó hết dây rồi. Đi cháu đi rồi. Tới đầu mã thì có tới nhiêu đâu. Ừ. Hết dây rồi.
Bây giờ đường điện xa vậy kéo đi cũng không nổi nữa. Bây giờ cô có mượn ai được Không, điện ngoài đó ở không? đây mượn được, mà mượn đường bơm cát luôn, hỏi mượn điện được. Mượn điện luôn được, được Điện không? thôi là mua tưa bên này nè cô Trang. Cái thằng mua tưa nó bơm nước đó mượn cũng được, mà mắc qua con kinh này hỏi được. Con Bơm cái gì? mua tưa mà nó bơm nước đó. Bơm Mua nước tưa cống điện, bơm nước cống. À, không đó cả ngay chỗ cái cống đó. Chà bá nữa. Đâu điện đó. mình có con dây chỉ như dây chỉ Thái Diều về đi không, đây con mượn con đo cái đường đi luôn ơi. Cô Không có dây có, chỉ Thái để Diều con không? báo cho ghe cát người ta khoảng bao nhiêu mét Không có. chốt đi, có gì nữa con mua đừng qua À, điện cho đi cô đường này hoài được không? mà không có Điện thoại có mẹ cô Trang tính mà hỏi đường này là đường này đi ra được không? cái Đường đường đó, này đi đường điện bơm mà cát đi á. bơm cát nữa. Ở cái bơm cát này ta chỉ đặt ống thôi Thì đặt ống hỏi đường mà này ta nè, cho họ ha. cho đường này nè, đường này ra đến nó dễ, đường ngay chỗ Rồi chuồng heo, cặp chuồng heo ra đó. Có hỏi rồi. cái đó cô có miếng điện gì vui Có vui không? trơn à, Rồi có miếng sao cước chạy à dứ. cho mình xài hết cát luôn. Chừng nào cậu Sáu kia chừng nào lại chỉ chạy xuống. Còn đổ đá thì mấy miếng điện nó đổ ra chừng nữa mình dắt Vậy luôn. được bà con đông cũng mừng. Tưởng đâu bữa nay không có người rồi, cái tụi con nhờ Không mấy anh mừng thợ, rồi. mấy chú biết ghê luôn, mấy chú cuồng mấy cuộc mấy cọng dây chì lại để mà sợ nó bung ra cuộn. Bây giờ Em mình thợ buộc người ta hồ em á, buộc. cắt mấy chỗ cho nhưng mà con mình Khmer mình là thấy là tuy nghèo thiệt nhưng mà Mừng cái á. tới công việc là có xúm xích Đúng rồi. lên. Xúm xích lên. Thì cái đó con thấy người của người Khmer của mình là thấy là gì, con thấy mấy chỗ rồi con cũng hỗ trợ cho mấy căn nhà của mấy người Khmer giống như mình vậy đó. Thì kiểu như là hôm mà làm lên thì bà con xúm lại Cô phụ. Trang rồi đi cà nhắc cà nhắc. Nghe má tôi bà nói cho nhà mày tao mừng kệ đi tiếp chị ba đi, má tôi bà già rồi, bà già chả nó Dạ. đi tiếp đi. Có thằng em rể Út nữa hôm qua nó đi, nó nhậu say nó đi xuống người ta gọi mẹ còn có 2 cây hả. Cái này con cũng làm nhà gấp cho cô trong Tết nha. Chứ bây giờ là bữa nay là 16 rồi. 16 là còn có 14 ngày nữa là tới 30 Tết. Mà 30 Tết đâu thể nào mà làm ngày 30 Tết. Từ 25 trở lại là mấy anh họ cũng phải nghỉ sắp xếp gia đình Tết mà. Rồi con cũng tranh thủ nếu như mà con đợi nhận đủ tiền của mình làm á, thì sợ là qua Tết. Rồi mình có nhiều cô chú anh chị nhà hảo tâm thì khuyến khích con lên làm trong Tết cho gia đình mình có cái nhà ăn Tết luôn. Thì con cũng cố gắng nhưng mà con cũng vô đây vừa báo tin vui mà cũng vừa báo tin cũng chưa trọn vẹn đến gia đình của mình. Hiện tại thì con nhận cũng chưa đủ tiền để làm nhà cho mình nhưng con sẽ cố gắng mà con muốn nhờ cái một cái video hôm nay nữa con sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ông bà để con làm nhà cho mình. Với cái thứ hai nữa là con chỉ nhận đủ tiền để mà làm nhà cái nhà phần nhà cho mình thôi nha. Thì nhà thì con vẫn làm nhà giống như nhà của cô Ke. Thì con làm nhà của mình là nhà 40 cũng giống như nhà của Ke đẳng gì đó nhưng mà cái là mình không có đủ tiền làm nhà vệ sinh tại vì cái nhà vệ sinh nó là phải ít nhất gì nó làm ít gì cũng phải từ 7 triệu đến 10 triệu tùy theo cái hầm cầu mình đào giống như nhà của cô Ke đẳng là con làm hầm cầu rất là to từ ngang hai ba dây hai mà mày đứng là tới 1 mét gửi đặng cho nên Cho nó nhà to là lắm mừng lắm, mừng rồi nổi vậy rồi ha. Nhưng mà đổi ngược cái lại nhà là thì mừng con lắm rồi. sẽ làm cho mình 2 phòng tại vì con biết là nhà mình có 2 người con trai nên làm 2 phòng sau này thuận tiện cho em cưới vợ luôn cũng được nha. Còn còn con đã liên hệ với cây nước rồi thì chủ nhật là bữa nay là Thứ sáu thứ sáu rồi 2 3 bữa nữa là người ta sẽ là lại phan cây cây nước cho mình đó. Ở đây thì mình đâu có nước khói cho nên mình phải phan nước thôi. được nhà rồi đó, nó mừng mừng lắm, mừng à. Ước mơ chừng nào biết chừng nào như tôi chừng nào được cất cái nhà Vậy cất là hôm nay hết là ước. vậy là mừng Ban rồi đêm ha. ban đêm không có ngủ được bao nhiêu đâu trong Vậy là hay tin ngọn hôm qua con điện cho hay dở nhà có mừng không? sao không mừng, trời ơi, mừng hết lớn luôn chứ không mừng Ừ, hết lớn luôn á. Mình có ngủ được có ngủ đâu, ban đêm ngủ được nhiêu đâu, không? chị hoài luôn vậy Dạ. đó. Cái đó hoài. Dạ vậy thì con xin công bố số tiền mà con nhận được từ những nhà hảo tâm để cô với gia đình mình được gõ luôn ha. Dạ hiện tại thì con nhận được là 8 nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình của mình. Dạ đầu tiên là chú Quỳnh Minh Châu ở Mỹ có gửi cho con đó là 400 đô. 400 đô con đổi cái tiền Việt đó là 9.840.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ hai là anh Nguyễn Hà thì có gửi cho con là số tiền là 20 triệu đồng. Nhà hảo tâm thứ ba là anh Thái Anh Giàu cùng với chị Yến ở Úc có gửi cho gia đình của mình là 2 triệu đồng. Nhà hảo tâm thứ tư là chị Thùy An ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho gia đình của mình đó là 10 triệu đồng cùng với 5 triệu làm cây nước ha. Nhà hảo tâm thứ năm là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ có gửi về cho con đó là 5 triệu đồng. Nhà hảo tâm thứ sáu là anh chị Quảng Lợi Quảng Tâm
có gửi về cho con đó là 200 đô, 200 đô còn đổi qua tiền Việt đó là 4.940.000 đồng. Anh chị quản lại quan tâm gửi thêm đó 200 đô nữa để phần làm phần mồ cho chú á. Nhưng mà gia đình mình đã thảo luận là tới tháng 2 mình mới làm ha. Nhà hảo tâm thứ bảy là chú Di Nguyễn ở Mỹ có gửi cho con đó là 100 đô, 100 đô con đổi ra tiền Việt đó là 2.470.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ 8 là anh Quốc ở Mỹ gửi cho con đó là 100 đô, thì 100 đô con đổi ra được là 2.460.000 đồng. Đó là những nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình của mình hiện tại. Thì cố tiền là hiện tại với số tiền này thì con chỉ vừa đủ làm cái phần nhà của mình thôi. Cũng còn thiếu một chút ít, nhưng mà con cũng mong là con sẽ được tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ông bà để mà làm đủ cái phần nhà cho mình. Tại vì bây giờ nếu như con làm 48 á thì sau này mình muốn làm ra thì nó cũng hơi khó khăn, nên con cũng cố gắng giúp đỡ cho gia đình của mình làm được 40 cô ha. Thì mình được có hai cái phòng, nhà thì cũng tương tự như nhà của cô Ke vậy, vẫn có mặt trước, vẫn cửa kiến, cửa ba nô kiến đàng hoàng, cũng có cửa sổ đằng trước là cửa nhâm kiến, cũng y gan vậy hết. Con trình bày gì cho cô gõ không? Rõ. Cô hiểu rồi ha. Không biết chữ, biết chứ con nói cũng biết hiểu. Dạ. Rồi anh còn sao mà anh hỏi mẹ anh Thanh sao mà ông không biết chữ mà nói cái gì mà ông cũng biết, nó sao nó gần cũng biết, nó tôi không biết chữ thôi cho bộ nó sao nó gần tôi không biết sao. Dạ. Dạ, thì bây giờ thì con cũng rất là vui mừng luôn khi cắt được cái nhà mà cho cô có chỗ che mưa che nắng, thì cái đó mình cũng có để chỗ cho chú thờ phụng, chú nó cũng đàng hoàng, không còn giọt mưa nữa. Chứ cái cảnh mà mình thờ bằng thờ ở dưới mà ở trên giọt mưa lập đập đó. Mà cái nhà của cô thì mưa xuống thì con không biết hứng ở đâu mà kịp. Trời ơi, tôi lấy thùng bự bự cô Trang thôi, chừng hết mưa cái đổ, mưa lấy cái tay cầm mày múc đổ không á, chỉ chơi đâu. Dạ. Dạ vậy là ngày mai là bơm cát rồi đó cô. Rồi nếu như con tranh thủ con điện giặt Tư thì con kêu là đổ ăn trước cho mình. Rồi mình nhà anh Tư tôi đó, nhà bên đó đi. Dạ. Thì con hỏi rồi. Dạ con liên hệ với giặt Tư thì giặt Tư sẽ liên hệ với nhà mình ha. Lúc đó mình sẽ lên nhận. Chỉ là về đây đổ ý điểm đi, đổ nó dễ đất bị đất không á. Con sợ mưa bất tử cái nó dơ thôi nha. Dạ vậy thì cái phần đó cô dặn chỉ cho cô biết nha. Mình con cũng cố gắng liên hệ cho mình đặng mấy anh thợ làm, tại vì mấy anh thợ cũng cũng đang đợi mình có chuyện tư để làm sớm sớm, chở sớm sớm như mơ gì chở cũng được á cô Trang. Dạ tại vì con liên hệ rồi, thì ngày hôm qua hồi sáng này người ta mới vừa thông báo cho con là chở vô đường ghe không được. Rồi nếu như đường xe là chắc con có thể là có nghĩ là chiều nay chở liền luôn á. Chở đổ đó đi đặng cho cô đẩy xuống sớm vô ha. Sớm sớm vô đi cho nó khỏe mình chút. Dạ con tranh thủ về đặng báo với vật tư liền để chở lại cho mình. Đổ sang anh Tư tôi đi. Cô có biết cái tiệm vật tư ngay chân chợ đảo đó hả? Đảo đó tên Yến Vi. Cửa hàng nhật tư Yến Vi biết không Khanh? Dạ đúng rồi đảo, tại vì con làm ở đâu thì con sẽ mua đó. Với lại cái khi mà người ta trả nhật tư vô thì cô là người kiểm to ha. Tôi đâu có biết chứ. không dạ lại tại vì trước giờ con làm nhà là thường là chủ nhà sẽ giữ to. Nếu như con thanh toán tiền thì con sẽ thêm giữ thêm một to nữa. Còn để là con muốn làm nhà là để cho chủ nhà biết con mua những gì, chứ không phải là con lại làm nhà mà cô không biết con mua cái gì để làm hết. Dạ cô hiểu không? Rồi chở đi đó đi, rồi bắt đầu tôi ra rồi bắt đầu khi mấy nhỏ này đẩy vô. Dạ. Đẩy sớm mình khỏe chút vậy đó. Dạ vậy con tranh thủ nha. Tranh thủ cho chở đi rồi đẩy sớm. Dạ rồi bây giờ hay tin mà có được nhà hảo tâm hỗ trợ mình sắp sửa có căn nhà thôi chứ chưa được hoàn thiện. Thì bây giờ cô có lời gì nói đến những nhà hảo tâm? Hảo tâm rất là cảm ơn. Dạ. Được nhà ăn Tết, nhà lành lặn ăn Tết gì đó. Dạ. Rất là cảm ơn. Thì cái ước mà mơ ước được cái nhà thì bao lâu rồi mình chưa được dễ gì. Trời ơi, tôi thấy má tôi coi giảm các nhà, tôi nói tôi không biết chừng nào mà được nhà là gạch lao với người ta đó. Má tôi nói mày gán đi đợi nhà nước cho mày, nhà nước chừng nào mà cho trời. Rất là cảm ơn. Dạ trời, mừng lắm, mừng đó chứ bận đêm không có ngủ được nhiều đâu. Cái ước mơ của cô nhỏ nhoi quá. Nhỏ nhoi như thế này nữa mà cô chú nói nhiều đó, câu mà chắc có lẽ là những cái câu nói của người địa phương mình nói mình nghe thì mình nghe thấy cười là ước mơ đây có cái nhà gạch để lao á. Mời cô chú anh chị. Cảm ơn trời ơi, mừng hết lớn luôn, cho hết mưa sợ gió cãi kiếm nhiều ăn nhiều đi. Dạ vậy thôi con tranh thủ về nha. Cảm ơn chào cô nha. Dạ con đi về đang con đi mua vật tư liền. Kêu vật tư đem lên đó đi rồi tôi đi ra mấy nhỏ đẩy cho nó sớm mình khỏe chút. Dạ quỷ té 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 đó, thằng mặn hộ nó nói đẩy có gạch cho bà hơi, thế nó đẩy tôi á, gạch đâu vô mà đẩy. Đẩy sớm sớm mặn bà nội á, thế nó dạ vậy thôi con xin phép về nha. Em về luôn nha. Chắc nhỏ tuổi hơn cô mà, cô năm nay được nhiêu rồi? Dạ con ba con ăn sinh nhật rồi 31 rồi. Dạ
Ông bà cô chú anh chị, hôm nay chị rất là vui mừng luôn khi mà chị vô báo tin vui cho cô. Chị rất là cảm ơn những nhà hảo tâm cũng giống như là cô, những ông bà cô chú anh chị đã hỗ trợ cho nhà của cô Che có được cái số tiền như ngày hôm nay. Chị cũng cố gắng để mà tận dụng số tiền của ông bà cô chú anh chị để mà chị làm được cái căn nhà mơ ước cho cô. Mặc dù là số tiền chị dự vẫn chưa đủ, nhưng mà chị cũng mong ông bà cô chú anh chị dạ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Trang, cũng giống như là đồng hành cùng Trang để giúp đỡ gia đình của cô. Mà Trang cũng không quên cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm cũng giống như là những ông bà cô chú anh chị đã luôn tin tưởng, đã đồng hành cùng Trang, không những nhà của cô Che mà đã rất là nhiều căn nhà. Hiện tại là căn nhà của cô là căn nhà số 32 rồi, đã luôn đồng hành cùng Trang để giúp đỡ những hoàn cảnh đó để giúp họ có căn nhà mơ ước. Tại vì ông bà cô chú giống như câu nói mà trước giờ Trang luôn cảm nhận được và muốn chia sẻ với ông bà cô chú anh chị, thì giống như là nghèo thì mình ăn cơm với cái gì cũng được, bữa ăn ngon, hay là khi mình bằng có tiền mình ăn ngon một chút, không có tiền thì mình ăn ăn tạm bợ một chút. Nhưng mà cái ngôi nhà chính là nơi mà chúng ta luôn tìm về khi mà Tết đến, hay là việc những cái việc mà đám tiệc, cùng với đó thì có những người đứa con xa quê cũng giống như là những đứa con của cô cũng đang đi giữ dịch đó mà cô chú anh chị, khi mà nhớ về niềm vui của gia đình mình đã được hỗ trợ căn nhà như thế đó, thì gia đình sẽ rất là vui mừng khi mà luôn nhớ về ngôi nhà mình đã được ông bà cô chú anh chị đã hỗ trợ cắt được căn nhà mơ ước. Thì Trang cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn nhà hảo tâm rất là nhiều, cảm ơn 8 nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình của cô Che có được cái căn nhà mơ ước. Trang xin gửi lời chúc là Trang mong cô chú anh chị sẽ luôn được dồi dào sức khỏe, công việc sẽ lúc nào cũng luôn thuận lợi và thành công nhất ạ. Còn bây giờ thì Trang xin chào ông bà.